hai chàng khách Tây từ chối cao lương mỹ vị của thế giới vì đã lỡ nghiện mục về cơm bụi Việt Nam. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Netizen Vx. Các bạn thân mến, ai bảo chỉ bên Tây mới có ẩm thực năm sao, mới có tiệc bục về thả gà trong các nhà hàng thượng hạng với chi phí đâu đó trục củ cho một bữa hoành tráng. Ở Việt Nam cũng có đây chứ. Mà điều đáng nói là cây giá phải bỏ ra béo hơn rất nhiều. Chỉ cỡ một cốc trà sữa là đã đủ ngân sách để tận hưởng một bữa ăn buffet no cái bụng đã còn mắt. Không biết khi nghe mình nói đến đây thì các bạn đã nhận ra kiểu ăn uống đặc biệt này chưa? Chính xác, đó chính là buffet cơm bụi, hay còn gọi là ăn cơm bình dân tự chọn. Mới đây có hai anh chàng Tây đã cùng nhau trải nghiệm đi ăn cơm bụi ở Hà Nội và đăng tải video lên YouTube. Video của họ thu hút sự chú ý của bạn bè quốc tế và khiến nhiều người phải thèm chảy nước miếng khi xem. Vậy hai chàng trai này là ai và họ đã có những trải nghiệm thú vị như thế nào? Ngay bây giờ mời các bạn cùng mình tìm hiểu nhé. Xin hân hoan giới thiệu với các bạn, anh chàng này tên là Max McFallin, đến từ Arkansas, Mỹ, là một blogger có tiếng trong cộng đồng du lịch vượt thế giới và sở hữu kênh YouTube gần 600.000 người theo dõi. Trên kênh cá nhân của mình, Max thường xuyên chia sẻ video về ẩm thực đường phố ở nhiều quốc gia mà anh từng đặt chân đến, trong đó có Việt Nam. Ở Việt Nam, Max chủ yếu sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Bởi vậy trong chuyến du lịch Hà Nội gần đây chàng trai trẻ đã tranh thủ nếm đủ món ngon của thủ đô hay các món mang đậm hương vị miền Bắc như bún chả, bún ngan, bánh cuốn. Không chỉ thưởng thức đặc sản hay các món đắt tiền, Max còn dùng người bạn đồng hành quen thuộc của mình là Chris đi trải nghiệm quán cơm bình dân chuyên phục vụ học sinh, sinh viên xem có gì đặc biệt. Sau một hồi tìm đường, Max và Chris cũng đến được hàng cơm bụi khoảng 33 năm tuổi nằm trên phố Tạ Quang Bửu thuộc khu tập thể Bách Khoa. Đây cũng là địa chỉ ăn uống quen thuộc của giới văn phòng quanh khu vực lân cận và sinh viên các trường đại học xây dựng Đại học Bách Khoa. Ngay khi dừng xe, hai chàng trai người Mỹ đã cảm thấy thích thú và ấn tượng khi được chủ quán chào hỏi niềm nở và tiếp đón nhiệt tình. Dù được gọi là cơm bụi, sau ngựa thực chất, quán chuyên phục vụ các món ăn tự chọn, chế biến theo hương vị miền Bắc với thực đơn khoảng 20-30 món khác nhau. Max tiết lộ họ rất thích món bò cuốn lá lốt ở miền Nam nên ngay khi nhìn quầy thức ăn đa dạng bắt mắt, anh chọn luôn món chả lá lốt. Ngoài ra dưới sự gợi ý của chủ quán, vị khách tây này gọi một đĩa cơm bụi thêm vài món đặc trưng như đậu rán chả trứng đúc thịt dưa chua măng xào đùi gà chiên giòn ngoài hai suất cơm đầy ắp tới bảy tám món hai chàng trai trẻ còn gọi riêng một đĩa chả lá lốt trứng kho giò gan heo xào hành tây khi ăn mỗi người cũng được phục vụ kèm theo một tô canh chua và bát nước mắm ớt đậm vị max tiết lộ buổi sáng chỉ ăn chút bánh mì và cốc cà phê để xanh bụng cho bữa trưa no nê bởi vậy khi rút cơm bụi được bưng lên, anh không giấu nổi sự thích thú, lập tức thưởng thức. Món đầu tiên mà chàng blogger này nếm thử chính là trứng đúc thịt. Anh thừa nhận bản thân rất thích các món chiên, đặc biệt khi chấm với nước mắm mặn, thêm ớt. Anh chia sẻ, trứng được chiên ở lửa lớn nên vỏ ngoài khá giòn, chấm kèm nước mắm mặn nên ăn khá bén cơm. Mình nghiện ăn kiểu này lắm. Tiếp đến, chàng trai người Mỹ nếm thử món chả cuốn lá lốt và nhận xét hương vị khá lạ miệng. Anh so sánh bò cuốn lá lốt miền Nam với chả lá lốt miền Bắc và cho rằng dù cách chế biến mỗi vùng miền không giống nhau nhưng hương vị món nào cũng hấp dẫn. Vị khách Tây Điển Trai tiết lộ mê món chả lá lốt đến mức có thể ăn liền một lúc 30 chiếc không chán. Ngoài trứng đúc thịt và chả lá lốt, Max cũng liên tục suýt xoa, khen các món như dưa chua, thịt trưng mắm tép, ngon. Các món ăn này tuy bình dân nhưng rất tốn cơm và thường được nhiều gia đình Việt yêu thích chế biến. Thậm chí, Max ban đầu còn xe chừng với món canh chua vì không có nhiều rau như các món canh khác anh từng thưởng thức. Tuy nhiên, khi nếm thử, anh chàng hoàn toàn bất ngờ với vị chua thanh hấp dẫn của món canh này. Những món ăn được nếm nếm có phần mặn hơn một xíu để ăn vừa miệng với cơm. Thêm nữa, vừa ăn vừa uống với trà đá sẽ rất hài hòa, Max đánh giá. Kết thúc bữa ăn, Max và Chris thanh toán hai suất cơm đầy ắp, kèm các món gọi thêm hết 200.000 đồng. Đôi bạn cho rằng mức giá trên khá hợp lý đồ ăn vừa khẩu vị, đủ để bụng no căng. Sau khi video của anh bạn này được đăng tải, rất nhiều vị khán giả quốc tế đã lên tiếng bày tỏ sự thích thú. Khi đọc bình luận của họ về món cơm tự chọn bình dân của Việt Nam, mình chỉ có ôm bụng cười phá lên thôi bởi vì họ có những so sánh và liên tưởng rất độc đáo. Cùng xem người ngoại quốc bàn tán điều gì về lối ăn cơm thú vị này các bạn nhé. Ăn rồi sẽ bị nghiện. Tôi thường ăn món sườn nướng ngon tuyệt, những quán cơm có mực tầm bột hay cá rán. Một quả trứng rán có thể phù hợp với bất kỳ suất ăn nào. Trong dàn đồ ăn này thật bắt mắt, chúng có màu nâu giống nhau, vì thế tôi sẽ gọi là cơm nâu. Món nào cũng có phần xác và phần nước màu cánh rán để bạn ăn không bị ngắn. Tôi vừa thấy lạ vừa thấy hay. Nó trông rẻ và bẩn nhưng vẫn tốt cho sức khỏe và ngon hơn gấp 10 lần so với mcdonald. Cơm bụi bằng ăn cơm trong bụi rậm, có nghĩa là bạn ăn ngoài trời không phải ở nhà, không phải ở những nơi sang trọng. Cơm bụi Nghĩa đen là gạo bẩn, nhưng ý nghĩa thực sự của cơm bụi là món cơm ăn ở ngoài đường chứ không phải là ở nhà và đường phố đầy bụi bẩn. Xem video của bạn tôi biết được rằng ẩm thực Việt Nam còn có nhiều thứ hơn là chỉ có phở và bánh mì, như mọi khi video của bạn làm tôi đói bụng. Không biết thực sự các món ăn ngon thế nào, nhưng cứ nhìn Max ăn và cách Max mô tả món ăn thì như bữa ăn ngon nhất thế giới và muốn phóng xe đến đấy ăn luôn, đúng là chuyên gia ẩm thực. Mình hiểu từ bụi giống trong đi bụi Du lịch bụi, gần với nghĩa đường phố, bình dân, ngược với nghĩa ở nhà, nó khá thú vị và mình hào hứng muốn ăn thử một lần trong đời. Tôi đã thử cách đây 5 năm, ban đầu tôi hơi e dè, nhưng khi ngửi thấy mùi thơm của món sườn nướng, tất cả đã thay đổi. Được tẩm ướp tỏi, đường, nước mắm và hành, món sườn nướng có mùi thơm rất béo và ngậy, đó là điều mà tôi không thể bỏ qua. Sau khi đọc những bình luận này, mình thấy thú vị nhất là có một bạn gọi cơm Việt Nam là món cơm nâu. Cơm nâu là một liên tưởng khá hay ho đấy chứ. Mà mình biết tại sao nó lại là cơm nâu chứ không phải là những màu khác. Đó là do những món ăn của người Việt mình thường được thắng đường rất đậm đặc để tăng hương vị và màu sắc hấp dẫn, nhất là các món mặn, món nào cũng mặn mà, ăn với cơm thì phải nói là nhức nách. Đọc những bình luận khen nức nở món cơm bình dân của Việt Nam mà mình vui như mở cờ trong bụng các bạn ạ. Thật tuyệt vời, món ăn cứu cánh thời sinh viên xa nhà của mình đã được bạn bè thế giới đón nhận rất tích cực. Hãy cùng nhìn xem Đồ ăn tại cơm buffet tuy chỉ là những món bình dân, chứ không phải là sơn hào hải vị, nhưng đều khá phong phú và bắt mắt. Thực đơn có khoảng 30 món ăn, gồm thịt, gà, cá, tôm, các loại rau củ quả, và đều được thay đổi các món phụ sau mỗi bữa. Mình thích món nào, chủ quán sau khi rời cơm vào nửa cái đĩa to, gắp những món mình chỉ vào phần đĩa còn lại, không quên múc cho một bát con canh, thường là canh cải cúc, canh cải hay mồng tơi, nấu rất loãng. Loáng thoáng vài lá rau thái nhỏ, đó là một kiểu mình cũng từng được trải nghiệm một kiểu ăn khác cũng độc lạ không kém. Có những quán họ bày cơm và các món ăn ở dãy bàn, có nhiều món hơn, khách đến đó tự lấy đĩa xúc cơm, tự chọn các món ăn, sau đi qua chia cho chủ quán tính tiền. Tùy lấy nhiều lấy ít mà tính giá khác nhau, nó bụng đói con mắt, ai cũng lấy nhiều nhiều để ăn một lần cho nó đã. Mọi người ai nấy đều hả hê khi thấy hàng đĩa tôm to, tươi nguyên, hàng đĩa thịt bò lớn thái mỏng tang, hàng đĩa rau súp lơ bắp cải nõn nà, Cơm nhà làm ngon như nhà làm. Không biết các bạn thế nào, chứ thời sinh viên của mình sao mà thiếu được những quán cơm bụi thế này. Tuy là cơm hàng quán chợ nhưng chẳng hiểu sao lúc nào ăn cũng thấy ngon như cơm nhà. Vừa no, vừa rẻ, lại được nhiều món. Giờ hết thời sinh viên rồi, mà lâu lâu thấy nhớ mình cũng phóng xe đi ăn một bữa cho thật đã. Chắc bây giờ cũng đã đến lúc mình phải nói lời chào tạm biệt các bạn rồi. Mình sẽ phóng xe ra đầu ngõ làm ngay một đĩa cơm sườn ăn cho đã cái nư mới được. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này nếu bạn cảm thấy trong tim đang đập rất mạnh bởi niềm tự hào sung sướng khi ẩm thực việt được khen lấy khen để trên trường quốc tế thì đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh của chúng mình nha chúng mình sẽ luôn ở đây để mang đến những hành trình khám phá đầy lý thú và siêu hấp dẫn còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo